Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm canh tý. Ngày này là ngày kỷ hợi tháng mậu tý, năm canh tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Về giờ hắc đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bình địa mộc, ngày kỵ hỏi, tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bình địa mộc, kỵ tuổi, quý tỵ, ất mùi, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày hợi, lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi, thành màu cục, xung với tỵ hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân tỵ đinh tỵ tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có sao tốt như sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày cũng có như sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao tội chỉ, xấu về tế tự, tố tùng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Sau đây... Mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bà tuổi tí đang cảm thấy mình thật may mắn khi luôn có được người thân ở bên cạnh hỗ trợ ủng hộ mọi quyết định của bạn ngày này đối với bà tuổi tí đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội báo hiệu sẽ còn có nhiều tin vui đến với bạn trong ngày bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi tí bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho thấy tầm quan trọng của sự sáng tạo trong công việc mà bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay có được. Bạn mệnh có thể đạt được những bước ngoặt đáng kinh ngạc nhờ vào vận dụng tốt khả năng sáng tạo của mình để vượt qua những khó khăn, thử thách trong công việc. Ngày này với bạn tuổi Tý, cộng từ những tình huống khó khăn đó, cấp trên sẽ dần dần nhận ra công nhận năng lực thực sự mà bạn tuổi Tý đang sở hữu và với bà tuổi tí, hãy vượng tin và làm theo những điều gì mình cho là đúng. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim tình cảm thăng hoa nhờ có sự thấu hiểu và tin tưởng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy chẳng sợ khó khăn vì biết cách vượt qua. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa sau khó khăn là thách thức là cơ hội hiếm có với bạn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ cần phát huy triệt để khả năng sáng tạo của mình. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, đừng quên tình cảm có thể được bồi đắp theo năm tháng. và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn tuổi Sửu bạn mệnh cần phải mạnh mẽ hơn và chủ động hơn trong chuyện tình cảm của mình bởi ngày này với bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có hợi Sửu tương hội. Nếu yêu thương đối phương thì bạn hãy thổ lộ tình cảm của mình dành cho người ấy. Việc trì hoãn bày tỏa tình cảm có nhiều lý do, xong nó cũng có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn và hôm nay đối với bạn tuổi Sửu sẽ thành công hơn trong việc tỏa tình. Chắc hẳn bạn không muốn người mình yêu siêu lòng vì người khác. Trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh, cho nên tài chính với bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay được vững vàng. Đây không phải là vấn đề mà bạn tuổi Sửu cần phải lo lắng trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Sửu có thể yên tâm về dòng tiền đang chạy về túi của mình nhờ vào sự may mắn hiếm có. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, việc xuất hành có được quý nhân phù trợ buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài lộc đều được như ý. Và ngày này đối với bà tuổi Sửu xuất hành đi xa thì bạn đừng quên hãy xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để tăng thêm vận may cho mình. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy có nhiều cơ hội được hạnh phúc tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa nên tin tưởng vào tình yêu của mình tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ đừng có chần chừ để rồi phải hối hận tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc mạnh dạn nắm bắt cơ hội tài lộc sẽ đến với bạn về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 2, số 7, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay có thể bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp với trước tình yêu to lớn mà người ấy dành cho bạn. Và bạn tuổi dần, bạn biết tình cảm không thể đong đếm được, nhưng trong ngày hôm nay dần Hợi nhị hợp tình yêu ấy thực sự biết gây choáng ngợp với bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi dần, sau khi cú sốc về tình cảm bất ngờ qua đi, thì bạn tuổi dần cần phải chuẩn bị tinh thần để đón những tin xấu về tài lộc của mình. Bởi ngày này với bà tuổi dần đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ khiến cho bà tuổi dần mất đi tất cả những gì tích góp từ bấy lâu nay. Trong ngày 22 tháng 12 năm 2020 này đối với bà tuổi dần, bạn cần phải bình tĩnh và tỉnh táo hơn để đón nhận những tin xấu đừng có quá căng thẳng độ lợi cho mình ai cũng có lúc mắc phải sai lầm và bạn cần phải biết được vực dậy tinh thần để tìm cách lấy lại những gì mình đã mất về từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy tiền bạc mất mát thất vọng về bản thân từ vi tuổi bính dần thuộc họ có nhiều cơ hội đón tình yêu tử vi tuổi mạo dần thuộc thổ hãy hạnh phúc với những gì mình đang có tử vi tuổi canh dần thuộc mộc nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người ấy tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim đừng dễ dàng đặt lòng tin vào người khác quá mức về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang có được báo hiệu sẽ gặp được quý nhân tam hợp phù trợ. Nhờ thế mà bạn tuổi mão có những mâu thuẫn trong gia đình nhanh chóng được hóa giải. Bạn tuổi mão chấp nhận lùi một bước để giữ được hạnh phúc cho mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh thể hiện sự cố chấp trong công việc của mình ngày hôm nay. Dường như việc lùi bước trong tình cảm đã là quá giới hạn với bạn và bạn tự mạo muốn mọi người phải làm việc theo ý của mình mới chịu được. Điều này khiến cho bạn tuổi mão dễ bị đồng nghiệp bất mãn và không hợp tác với bạn. Bạn đang có sự độc đoán, khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, mặc dù có nhiều kẻ hở trong đó, công việc ngày hôm nay vì thế với bạn tuổi mão không được thuận lợi cho lắm. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy đang có sự cố chấp làm điều mình cho là đúng. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa lùi một bước trời cao biển rộng. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ đừng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cứu thoát được tình yêu bên bờ vực tan vỡ tử vi tuổi quý mão thuộc kim công việc bất ổn gặp nhiều khó khăn về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi Thìn thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Thìn trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu con đường tài lộc của bạn khá chi là lý tưởng. Bạn mệnh tuổi Thìn có được chính tài ở bên nguồn thu nhập của bạn ổn định và vững vàng sẽ giúp cho bạn thoải mái trong việc chi tiêu trong ngày hôm nay. Riêng chuyện tình cảm của bạn tử thìn trong ngày này lại đang có điểm báo gặp phải nhiều rắc rối khi bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành, thủy thổ tương xung sẽ khiến cho những mâu thuẫn bất đồng giữa hai người bùng nổ nhanh chóng. Chính bạn tử thìn cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong ngày này, cái tôi của hai người quá lớn nên chỉ muốn nói cho người khác nghe chứ không muốn lắng nghe ý kiến của người khác của đối phương đưa ra. Điều đó khiến cho những mâu thuẫn càng ngày càng leo thang chứ chẳng thể nào dập tắt được. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tình cảm cần đến từ hai phía. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên cảm thông, bao dung và tha thứ cho nhau tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc tiền bạc được dồi dào thoải mái trong việc chi tiêu tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cần tập trung làm tốt công việc chính của mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy đừng quá khắt khe với mình với người mình yêu thương về đánh giá của bà tử thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang có điểm báo con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Ngày này với bạn tuổi tỵ bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, cho nên bạn tuổi tỵ đang có xu hướng kiến cá chọn canh, không quan tâm tới tình cảm thực sự mà chỉ chăm chăm nhìn đến những điều kiện hoàn cảnh của đối phương. Và với bà tuổi tỵ nếu cứ giữ thói quen xấu như vậy, bạn có thể sẽ đánh mất nhiều cơ hội để có được tình yêu đích thực cho mình. Những vấn đề sau này còn có nhiều, nếu không có tình yêu thực sự thì đôi bên khó có thể vượt qua được. Trong ngày 22 tháng 12 năm 2020 này đối với bà tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có thương quan xuất hiện, tiếp nối tử vi trong ngày đây là lời cảnh báo cho bà tuổi Tỵ nên cân nhắc kỹ trước những hành động của mình. Đừng có nghĩ rằng mình luôn là người chịu thiệt, bạn có thể bị cấp trên đánh giá xấu về thái độ làm việc của mình nữa. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình yêu không được thuận lợi như mong muốn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, công việc tín trị xấu, có nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tinh thần làm việc xa sút không có nhiều nỗ lực tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nên đảm bảo cho bản thân thực sự hiểu mình muốn gì tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy chớ nên bộ lợi cơ hội được hạnh phúc về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang có được báo hiệu sẽ gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Đây là cơ hội để cho bạn tuổi ngọ phát tài phát lộc đã đến rất gần. Và hôm nay bạn tuổi ngọ sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong việc làm ăn buôn bán, lợi nhuận tăng lên gấp bội phần với bạn thời điểm cuối năm này là cơ hội tốt để thu tốn tài lộc về tay nếu như bạn mạnh tuổi ngọ biết nắm bắt được cơ hội. Có thể những chuyện trước đó khiến cho bạn e ngại, nhưng nếu như bạn chần chừ thì sẽ chỉ có được thất bại mà thôi. Trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có thủy họa xung khắc. Cái điều này cho thấy đôi khi sự cố chấp sẽ khiến cho tấm mảng mạo manh, dạ tạo giữa hai người sụp đổ, tình cảm đứng trước bờ vực tan vỡ. Và với bạn tuổi ngọ, nếu như thiếu sự chia sẻ và cảm thông với nhau, đôi bên sẽ chẳng thể nào tiến xa hơn được nữa. Ngày này với bạn tuổi ngọ, khai trương, xuất hành đều tốt, đi xa gặp được quý nhân, công việc được thuận lợi, cầu tài lộc được như ý. Và... Nếu đi xa, bạn đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để tăng thêm vận may về tài lộc cho mình. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tiền bạc ầm ầm đổ về nhà. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, cơ hội phát tài phát lộc trong tầm tay. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, tình cảm đôi bên sức mỉa nghiêm trọng. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ dễ gặp phải những vấn đề tồi tệ trong gia đình. từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nên cố gắng kiếm tiền trước khi quá muộn. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hội mão mùi phù trợ. Tuy nhiên, với bà tuổi mùi đang cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Xong, bạn đừng có quá lo lắng, trái tim sẽ làm việc của nó. Và hôm nay là thời điểm đào hoa khởi vượng với bà tuổi mùi sẽ có được nhân duyên như ý muốn. Và với bạn tuổi mùi, nếu như không dễ nói tiếng yêu thành lời thì hãy dùng hành động để người ấy có thể hiểu được nỗi lòng của bạn. Khi hai trái tim cùng chung nhịp đập thì sẽ rất dễ dàng để hiểu được lòng nhau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh. Cho nên, tiền bạc của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay không phải là điều bạn quan tâm nhất bây giờ. Tài lộc, không cầu cượng cũng tự tới và với bạn tuổi mùi đang có được vận quý nhân dẫn đường trị lối, tìm được cơ may về tài lộc bất ngờ và dễ dàng. Trong ngày này đối với bà tuổi mùi đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, không cần phải lo lắng, tài lộc thiêu chân, lộc khố ầm ầm đổ về nhà. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, đào hoa khởi vượng, tình duyên như ý, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, tiền bạc được dồi dào, kiếm tiền dễ dàng, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, tình cảm không cần phải nói thành lời, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, có người yêu thương và chăm sóc là hạnh phúc, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên nắm bắt cơ hội để kiếm tiền tốt nhất. Và đánh giá của ban tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bạn tuổi thân đang cảm thấy chán nản vì những mâu thuẫn bùng nổ liên tiếp trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Và trong ngày này đối với bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại cho thấy sự tổn thương mà đôi bên đang gây ra cho nhau là không hề nhỏ. Chẳng ai hiểu được tại sao mình lại làm những điều khiến cho người mình yêu cảm thấy đau lòng đến như vậy. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thân, may mắn là bạn lại đang gặp được ngày của chính quan hỗ trợ. Cho nên, bạn tuổi thân, công việc của bạn trong ngày hôm nay rất chi là tốt. Bạn mạnh sẵn sàng, tinh thần chiến đấu với bất kỳ khó khăn nào vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu bạn đã đề ra từ trước đó. Và tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tình cảm không được như ý muốn. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, công việc tiến triển tốt ngoài mong đợi. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, nên hiểu và thông cảm cho người mình yêu thương. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, hãy nắm bắt cơ hội thật tốt để không thất bại. Từ vi tuổi nham than thuộc kim có thể thăng tín nhanh chóng trong thời gian tới. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. Tuổi dậu Từ vi tuổi dậu thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi dậu, chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang có điểm báo nên cẩn trọng với các mối quan hệ xã giao của mình. Ngày này với bà tuổi dậu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh đây là điểm báo tiểu nhân thị phi sẽ bổ vây cuộc sống của bạn. Với bạn tuổi dậu dễ gặp tiểu nhân dù công việc của bạn có thuận lợi thì bạn cũng không nên được chủ quan. Trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dậu bạn dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm người khác mắc phải đối với mình. Đó vốn là điều tốt nhưng đôi khi nó biến bạn thành đối tượng bị lợi dụng hết lần này tới lần khác. Và với bạn tuổi dậu không thể nào chống đỡ với những đoàn hiểm từ kia được coi là bạn của mình. Vận trình ngày 22 tháng 12 năm 2020 này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy, cho nên bạn đang có điểm báo có những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm cá nhân càng khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tồi tệ hơn. Bạn tuổi Dậu chán ngán với việc cứ phải đi theo sau làm vừa lòng người khác. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, công việc bất ổn, dễ bị hiểu lầm. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tiểu nhân không ngừng tìm cách phá hoại công việc. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, cần thận trọng khi kết giao với người khác. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, tình yêu đôi lứa đứng trên bờ vực tan vỡ. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, có thể sẽ cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Sửu tuổi Thìn Từ vi tuổi tuất thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Xem vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất đang gặp được ngày có chính tài nhập mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay khá chi là tốt. Bạn mệnh tuổi tuất hãy làm tốt công việc của chính mình. Tập trung để hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi nguồn thu nhập chính của bạn đến từ công việc chính mà thôi. Có điều, niềm vui về tài lộc của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay có thể khỏa lấp được nỗi cô đơn trong tâm hồn của bạn. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày thổ thủy xung khắc, bạn và người ấy không tìm được tiếng nói chung, những lần nói chuyện nhanh chóng trở thành sự cãi cọ lẫn nhau. Và với bạn tuổi Tuất trong ngày này, niềm vui về tài lộc không thể nào khỏa lấp được nỗi cô đơn trong tâm hồn của bạn. Ngày này với bà tuổi Tuất đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, bạn và người ấy không tìm được tiếng nói chung, những lần nói chuyện với nhau nhanh chóng trở thành sự cãi cọ. Còn đối với những bạn đang quản độc thân cũng cảm thấy thất vọng với việc tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn tuổi Tuất không hiểu tại sao không thể nào thân thiết và đặt lòng tin vào người khác, bạn tuổi Tuất có thể vì thế mà cảm thấy buồn bã rất chi là nhiều. Bù lại cho cái vận trình của bạn tuổi tuất ngày hôm nay thì cái nguồn tài lộc của bạn rất chi là tốt. Xuất hành thì gặp nhiều may mắn, đi xa có người giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài lộc được thăng tín. Và với bà tử tuất khi xuất hành đi xa, bạn đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để tăng thêm vận may cho mình. và tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tình duyên kiếm sắc đào hoa ảm đạm tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tiền bạc đến chủ yếu từ công việc chính tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc thiếu tiếng nói chung dẫn đến sự mâu thuẫn tử vi tuổi canh tuất thuộc kim cần phải cố gắng nhiều hơn trong công việc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy thu nhập được ổn định không có nhiều lo lắng về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ Hợi, cho nên bạn tuổi Hợi đang có điểm báo gặp nhiều vấn đề nại sinh khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy không được khang khít như trước nữa và bạn tuổi Hợi, bạn mong muốn tìm lại được tình yêu như ngày nào. Tuy nhiên với bạn tuổi Hợi lại đang có phần tự ti, không dám nói lên tiếng nói của lòng mình. bạn cảm thấy mình không đủ xứng đáng đứng bên cạnh người ấy, cố suy nghĩ rời bỏ đối phương dù trái tim của bạn đang còn thuộc về người ấy. trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có chính Ấn chiếu mệnh mở rộng lối đi tới thành công cho bạn tuổi Hợi. sự nghiệp của bạn tuổi Hợi sẽ đạt được nhiều bước tín đáng chúc mừng khi mà với bà tuổi hợi đã dồn hết tâm sức vào để làm việc mình mong muốn. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ công việc tiến triển tốt được cấp trên yêu ái, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình cảm mâu thuẫn tự mình tổn thương, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không tự tin nói lên điều mình muốn, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim chủ động tìm kiếm cơ hội thể hiện mình, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, sự nghiệp tiến triển tốt, vượt ngoài mức mong đợi. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.